Xin chào thầy và các bạn, em tên là Trịnh Anh Tuấn. Hôm nay em xin trình bày về bài tập 6 của môn vi xử lý. Bài tập 6 này có đề bài đó là hiển thị chữ Hello chạy trên time lapse 7 đoạn. Đây là yêu cầu của bài tập 6 này. Đầu tiên thì về mặt nguyên lý. Đầu tiên thì về mặt nguyên lý em có cân bic 16F887. Tiếp tới cơm em sẽ nối nguồn dư cho chân vertically cũng như là cái nút. Đây là cái mặt tự reset cho con vi điều khiển này. Em sử dụng thạch anh 20m, sử dụng thạch anh ngoài kèm theo đó là hai con tụ với dung lực nhỏ để có thể là khử nhiễu cho thạch anh. Tại vì tốc độ của thạch anh khá là cao. Em sử dụng một thanh led 7 đoạn gồm 8 led. Đây là các giá trị, các chân truyền giá trị. Em dùng cầm com để truyền giá trị các giá trị số vô. Và em dùng chân D qua một cổng not. Qua một cổng not rồi vô các chân. Các chân để tạo dao động để sáng tắt các led như thế nào cho nó sáng tắt các led cho phù hợp. Đây là về mặt nguyên lý của em. Em sử dụng cụm not ở đây để cho nó giống một trường hợp thực tế, đó là khi mà mình lắp mặt trong trường hợp thực tế mình sẽ dùng con transistor vì nó có cái tốc độ đóng ngắt nó nhanh. Do trong đây em không mô phỏng được vì cái phần mềm này khi mà sử dụng trên transistor thì nó cái tốc độ xử lý nó sẽ chậm lại, cho nên em sẽ sử dụng cụm not để thay cho một con transistor. Tiếp theo em xin trình bày về phần code lập trình của bài tập này. Này, đầu tiên là em khai báo thư viện, một khai báo thư viện của con vi điều khiển sử dụng thạch anh ngoài dùng hàm delay với cái xung là 20m. Tại do là em dùng thạch anh 20m cho nên em sẽ khai báo hàm delay với giá trị là 20m. Rồi em có hai biến, đó là biến N1 và biến quét. Đây là dữ liệu hiển thị. Đầu tiên em cho các dữ liệu hiển thị lên trên dữ liệu hiển thị lên này, nó sẽ hiển thị lên 8 con led, 8 con led đơn của mình. Và em sẽ cho nó ban đầu nó sẽ tắt đi hết dữ liệu. Cái chân này cũng là tắt đi hết này, không SFS. Và ở đây em có đó là cấp biến một cái mạng cho chữ hello. Thì ba biến đầu tiên em sẽ tắt, em thêm vô để cho nó đủ 8 bit. Đây bắt đầu. Tại vì cho cái do cái của cái mặt của em nó sẽ em lắp theo thứ tự từ bên phải của bên trái là 0 tới 1. Thì ở đây chữ hello em sẽ làm cho nó làm chữ theo thứ tự đó là từ phải qua trái. Đầu tiên nó là 0x09, nó là này, đây là chữ H. Thì tại sao em có được cái số này? Em có cái số này là nhờ em dựa trên cái hình. Em có cái số này là nhờ, nhớ là để muốn hiển thị được chữ H trong cái led 7 đoạn thì F này phải sáng, G phải sáng, E phải sáng, C, B
Như là để mấy mấy chân này muốn sáng thì các cái chân ngỏ ra của nó tương ứng với lại là F, FG, B, C, E phải bằng không. Bằng không. Và các chữ như chữ E, chữ L, là chữ O nó cũng sẽ tương tự như vậy. Nhưng mà có một số chữ đặc biệt thì mình không thể hiển thị được bằng led vậy đó. Giống như chữ S mình không có sử dụng được, mình không có hiển thị được lên led vậy đó. Led vậy đó chỉ hiển thị một số chữ ký tự đặc biệt như chữ H, E, L. Tiếp theo quay trở lại phần code thì em có hàm con đầu tiên, đó là hàm về hàm hiển thị. Hàm này nó sẽ giúp em, thứ nhất là đây là cái tần số lặp, tại vì mắt của mình sẽ xử lý ảnh là 24 giây, 24 ảnh trên 1 giây. Khi mà tốc độ làm nhanh 24 ảnh trên 1 giây thì mắt mình sẽ cảm thấy như là cái hình đó như là hình hình tĩnh vậy. Đầu tiên em có cho vòng lặp bằng 8, xuất ra cái quét, em khai biến khai báo cái quét đầu tiên, đó là này nó có dạng đó là số 0 ở đầu tiên. Khi mà chạy vòng thứ hai thì nó đây là hiển thị, sẽ lấy cái dữ liệu hiển thị trong cái dữ liệu hiển thị này, cái thằng đầu tiên, cái đơn vị đầu tiên vô, sẽ bỏ vô cái hiển thị đầu tiên, rồi rồi tắt hết đi để chống chống bị lem, rồi dịch chuyển số 0 này qua một đơn vị, dịch chuyển số 0 này qua một đơn vị tới cái vòng lặp thứ hai. Tới cái vòng lặp thứ hai thì dữ liệu hiển thị nó sẽ nhích vô ô thứ hai, nó sẽ lấy cái phần tử con thứ hai, nó hiện trên cái thằng thứ hai, thì nó sẽ lặp lại như vậy. Nó sẽ quét 8 lần và lặp lại quét 8 lần theo chu kỳ là 30 lần trên 1 giây. Thì từ đó mình sẽ nhìn thấy hành động. Về phần chương trình chính thì ở đây em ở đó là set chiếc C và D, đặt ngỏ ra cho cổng C và D là output. Đầu tiên em có biến N1. N1 giống như là một cái biến để như một cái biến đếm nó phần này. Nếu N1 còn giữ nhỏ hơn 8, tại vì có 8 có led 7 đoạn, cho nên là em và bài này thì em đang tính làm, đó là em sẽ cho chữ hello chạy từ từ ra và đi qua bên trái, đi tới qua bên trái, hết qua bên trái xong rồi sẽ tắt đi và lặp lại tuần hoàn. Đầu tiên em sẽ cho biến y bằng với n bằng 1. Dữ liệu hiển thị, dữ liệu hiển thị đầu tiên nó sẽ bằng cho chữ dữ liệu của chữ hello trừ, có nghĩa là em có một thằng gồm 7 ô, 8 ô. Thì đại loại nó như vậy. Ha. E L L à, đây là dữ liệu của thằng hello. Hello. Còn dữ liệu hiển thị. Cái dòng này có nghĩa đó là em cứ lấy cái giá trị đầu tiên của dữ liệu hiển thị. Tại ví dụ n khi mà n bằng 3 thì khi mà vòng lặp thứ n bằng 3 rồi. 3 trừ đi y lúc này là bằng 0. Là lấy cái thằng cuối cùng của thằng dữ liệu hiển thị. Lấy thằng cuối cùng bên tay trái của thằng dữ liệu hiển thị. Rồi lấy cái thằng đầu tiên của thằng hello kén vô trong đây.
và cứ tuần tự như vậy, mình và mình quét cái đó, mình sẽ thấy chữ chạy ra. Và khi mà bằng 8 rồi, dữ liệu hiển thị sẽ reset cái sự dữ liệu hiển thị này lại để cho chống bị nhiễu, chống bị nhiễu dữ liệu. N bằng 1, reset biến N bằng 1 và trở lại vòng lại. Tại vì khi, nếu mà mình không có cái go to lặp này nè, thì khi mà chương trình chạy tới đây, chạy xuống tiếp dưới hiển thị và N cộng cộng 1, thì khi mà chạy lên trên chương trình đầu tiên á, khi mà N bằng 1 rồi, bên đầu vòng lặp N bằng 1 thì nó sẽ có hai giá trị, sẽ có hai giá trị hiện lên. Để cái tình trạng đó là em sẽ cho thêm hàm go to lặp ở đây, giống như là nó thoát khỏi cái chương trình N cộng 1 này, tránh N cộng 1 lên. Và đây là, đây chính là phần code của bài 6 của em. Thì do em chưa viết cái em chia lúc đầu là em tính là để em... lúc đầu bài này em tính làm đó là chữ hello sẽ chạy từ bên phải qua bên trái, chạy từ từ ra và chạy dần dần biến mất đi. Nhưng mà em không làm việc cho nó dần dần biến mất đi, cho nên là em sẽ làm nó tắt và nó chạy lại. Sau đây em xin mô phỏng thử pha chương trình. Ok. Em xin cho chạy thử chương trình. Này, hello dần dần hiện ra. Và tới đây sẽ tắt đi và hiện lại từ đầu. Nếu như nãy nếu mà không có hàm go to lặp thì ở đây nó sẽ hiển thị từ hai chữ cùng một lúc luôn. Mình có thể đổi cái dữ liệu hiển thị này, đổi cái chữ này thành một chữ khác theo cái quy tắc mà theo cái hình vẽ hồi nãy ấy. Mình có thể sắp xếp, mình muốn lấy nào sáng thì mình đổi cái mã nhịp phân trong đây, đổi cái mã hết sao trong đây. Em xin trình, em xin mô phỏng lại lần nữa. Đây, chữ hello. Em xin trình bày xong bài tập 6 của môn vi xử lý. Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe.